Hello, xin chào tất cả anh em. Chào anh em đã quay trở lại với kênh Chó Phú Quốc Vlog. Hôm nay xin giới thiệu tới anh em một cặp cái vàng đực vện xoáy kiếm lưỡi đen nhé. Cái vàng xoáy kiếm luôn, lưỡi đốm 70%, 80% anh em nhé. Cái à, em cái trên trên đầu có đánh dấu tím tím kìa. Đấy, và em đực đây, em đực vện đó. Hai em khác bày nhau anh em nhé. Hai em khác bày nhau, anh em mà có nhu cầu về con giống thì lấy luôn một cặp nhé. Ưu tiên giá hữu nghị luôn anh em nhé. Anh em comment hoặc là gọi số điện thoại qua Zalo nhé. Để nhanh chốt một cặp rất là đẹp nè, đực vện lưỡi đen nhé, xoáy kiếm. Cái vàng, đấy đấy, cái vàng đấy, lưỡi đấy, lưỡi đốm nhiều đấy, cũng xoáy kiếm luôn. Thần kinh cực là tốt, mặt mũi rất là ok, hàng chuẩn, hàng chuẩn. Đi mong đi trước Tết để có giá hữu nghị anh em nhé. Em được vàng lưỡi đen kia là có khách chốt rồi. Mai mình đi giao nhá anh em nhá. Đấy, anh em có nhu cầu về con giống thì vui lòng liên hệ sớm nha. Nhanh gọn lẹ nhá. Nhanh gọn lẹ thì có giá ưu đãi anh em nhá. Đấy. Vện đực lưỡi đen nha. Cái lưỡi đốm nhiều. Xem này. Ok, cảm ơn anh em rất là nhiều. Nhớ anh đăng ký kênh để theo dõi những video tiếp theo để lựa chọn cho mình những con giống tốt nhất anh em nhé. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.